Tập 1. Cửu Vân, sao ngươi lại kéo ta vào bức tranh của ngươi nữa rồi? Ta hơi sai rồi. Vẽ toàn cái gì thế này? Đào hoa lạc đông phong, khứ nhược tiễn, thôi sấm kinh kỵ du cổ, tố lan tuyết tiễn, mãn giả phùng sinh, bạch cốt cao vu tuyết, tranh khẳng quyên khu, thi hài tế giả, huyết lưu thành hà, tích oán mãn vu sơn xuyên. Bức tranh này tuyệt đối không phải là nét bút của ngươi. Không sai, là sư phụ để lại cho ta. Ta nhìn suốt ngàn năm cũng không tài nào tham ngộ được. Mấy trò đánh đánh giết giết, nhân gian ngày nào cũng diễn ra, có gì đáng xem? Hôm qua ở nhân gian, ta đã thấy cô ấy. Nữ tử này sao? 1000 năm. Ta đã tìm cô ấy 1000 năm. Hợp độ bát kỷ, nhiếp ngự vạn linh, thần thông tích cảm, lục khí luyện tinh, vân cung ngọc hoa, thừa hư thuận sinh. Xin lỗi sư phụ, con xin lỗi, xin lỗi. Bạch chỉ tiên thuật là tiên thuật bí truyền độc nhất vô nhị, được hoàng thất nước Đại Ly truyền lại. Điện hạ, người đã học những 1 năm rồi mà vẫn chưa ngộ ra được gì cả. Sư phụ, nếu con mà học được dễ dàng như thế thì làm sao thể hiện được độ cao siêu và phi phàm của bí thuật tổ truyền của chúng ta được? Đừng có cưỡng từ đoạt lý như thế. Nếu hôm nay ngươi không biến được ra 10 con tiên hạt, đừng hòng ra khỏi căn phòng này. Thế thì người dạy càng sai rồi. Người bạch chỉ tiên thuật đặt tặng sự tùy tâm tùy hứng, là sự sáng tạo tùy hứng, chia tay là có. Nếu người cứ cố gắng quy củ, há chẳng trở nên cứng nhắc, phá vỡ sự ảo diệu của thứ tiên thuật này sao? Con thôi được, được, con nghiêm túc nhé. Được thôi, nghiêm túc nào. Có gì to tát đâu chứ, chỉ là biến một con hạt thôi mà. Không học nữa, con không thể hiện cho người vài chiêu, người còn nghĩ mình dạy tốt thật? Điện hả? À mãn, ta đi dạo chút đây. Sao thế? Lại bị tiên sinh phạt rồi hả? Chẳng phải là vì nghe nói Huyền Châu sắp tới, thâm tâm phiền muộn, có thế nào cũng không thể gọi được tiên hạt ra. Thế muội giận như thế này, dì ca cho muội xem món đồ này nè. Bức tranh này, muội ra ngoài dù có bỏ ra 1000 lượng vàng, chưa chắc đã mua được đâu.
vẻ cũng khá đẹp, nhưng cũng không tới ngàn lượng vàng chứ. Nhìn cho kỹ đi. Thế nào, có đáng ngàn lượng vàng không? Nhị ca, huynh kiếm bức tranh này từ đâu ra vậy? Hai hôm trước ta đi qua Bắc Văn quán. Công tử thề chỉ để mắt đến đám nữ tử tầm thường các ngươi, nằm mơ đi. Công tử thề, tương truyền dung mạo người đó anh tuấn vô song, còn là thánh thủ vẽ tranh nữa. Người đó dùng tiên pháp vô tiền khoáng hậu vào trong tranh của mình. Ai nhìn thấy tranh á cũng đều như mơ như say, nhưng ta cảm giác tuy hắn có tài năng tột đỉnh nhưng lại hết sức ngông cuồng. Nói gì mà bản lĩnh tâm đắc trong đời? Thứ nhất là nhạc luật, thứ hai là phong lưu, thứ ba là vẽ tranh, còn tiên thuật xếp tích tầng thứ tư kìa. Khóa khoát hơn nữa, hắn còn nói trên đời này không có nữ nhân nào cưỡng lại nổi trước dung mạo của hắn cả. Hắn có thể nói ra những lời cợt nhã như vậy sao? Xem ra vẽ được tranh chưa chắc đã có nhân phẩm. Người vẽ được hàng mai cũng chưa chắc đã có được quốc khí. Hắn cũng không thậm tệ như mũi nói đâu. Công tử tề này quả thực là nhất biểu nhân tài đó. Và hắn tự phụ là phong lưu xếp thứ hai, thiên phú nhạc luật xếp thứ nhất, chẳng phải càng siêu phàm thoát tục hơn sao? Hắn đã sáng tác ra khuyết Đông Phong Đào Hoa Khúc. À không, chính xác thì là bán khuyết. Chỉ bán khuyết thôi sao? Đúng vậy, bán khuyết mà đã dám tự xưng là đệ nhất hả? Phải, hắn sáng tác ra bán khuyết Đông Phong Đào Hoa Khúc, đã ra lời vũ cơ trong thiên hạ, không một ai trong thiên hạ đủ năng khiếu để múa ra. Bán khuyết còn lại đến nay vẫn chưa chịu làm, nói là trên đời này không có ai đáng để cho hắn làm trọn Đào Hoa Khúc này. Hắn cũng ngông cuồng quá rồi đó. Nhị ca, huynh giúp muội xuất cung chuyển lời hắn, bảo hắn sớm làm nốt cái Đông Phong Đào Hoa Khúc này, vì sắp có người múa ra được rồi. Không phải muội định nhảy múa đấy chứ? Ừ, ta cho muội biết nè, lỡ mà muội làm bẻ mặt nhị ca không giúp muội đâu, để cả thiên hạ này cười với mặt muội đó. Muội đã dám nói á, chắc chắn sẽ làm được. Không hổ là công chúa của nước Đại Ly. Được, nhị ca sẽ giúp muội tìm nhạc phổ. Nhưng mà muội phải hứa với nhị ca một chuyện đi. Muội muội tốt, ta nhắc nhở muội nè, lát nữa gặp Hội Di Mẫu cái miệng ngọt ngào một chút. Chuyện này liên quan đến sự uy nghi và độ lượng của hoàng thất ta. Chẳng phải năm ấy bà ấy không làm được chính cung nương ở chỗ này sao? Bây giờ cứ hở tí ra là chạy vào cung, nói là đến thăm người thân, ai biết bà ấy định làm gì chứ? Đây không phải là sinh thần thứ 40 của mẫu hậu sao? Có tiếng tăm lắm, bà ấy đố kỵ đó. Di Mẫu đại nhân. Hai vị tiểu điện hạ, đúng là làm Di Mẫu ta tổn thọ rồi. Thịnh an Di Mẫu đại nhân. Thịnh an Di Mẫu đại nhân. Dị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ, Huyền Châu biểu tỷ. Huyền Châu khách sáo rồi. Tỷ tỷ và Di Mẫu đi đường có suôn sẻ không? Ổn ổn, rất là ổn đó. Đặc biệt là thấy hai vị điện hạ đây lại càng quên đi thế nào là mệt mỏi. Yên Yến à, mới vài tháng không gặp đã càng lúc càng xinh đẹp lên rồi. Vẫn là Huyền Châu biểu tỷ, tư dung xuất chúng, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của gia tộc người. Con gái của tiểu chư hầu há có thể sánh ngang với đường đường là con gái của Đại Ly Đế. Nghe nói Huyền Châu biểu tỷ gần đây đã bái một đại tiên rất lợi hại làm thầy. Vậy tỷ có tiên thuật gì lợi hại thể hiện cho ta xem không? Sư phụ ta đặc biệt dặn dò, tu tiên học pháp quan trọng nhất là tu thân dưỡng tính, không có được kiêu căng.
Cho nên đợi đến ngày ta học thành mới có thể cho thiên hạ biết điều ta học được. Nhưng ta nghe nói tu tiên vất vả lắm. Tỷ tỷ à, tỷ cũng là công chúa chư hầu của Đại Ly, chờ đến lúc đó không học được gì thì mất mặt lắm. Này, ta chịu được. Đến lúc đó nhất định sẽ biến ra thứ lợi hại hơn tiên hạ cốc. Huyền Châu, Di mẫu đại nhân, hôm nay ta còn chút công khóa tiên thuật, thật sự là không thể đến muộn được. Này, thế ta đi đây nhé. Huynh ở lại đây nói chuyện với Huyền Châu biểu tỷ và Di mẫu nhé. Đương nhiên rồi, mau đi đi. Mau đi tiễn điện hạ đi. Vâng. Huyền Châu biểu tỷ, ta muốn tặng tỷ một thứ, cho tỷ dùng để lau mồ hôi nhé. Có phải những thứ thuộc về ta tỷ đều muốn có không? Cô cái gì mà cô, vốn dĩ chính là của ta. Công chúa điện hạ, Huyền Châu điện hạ, Tả tử thần làm khó huynh quan tâm đến Huyền Châu biểu tỷ của ta như thế. Cô ta vẫn chưa sắp xếp xong, người đã chạy đến thăm rồi. Đúng là ân cần chu đáo mà. Điện hạ, tiểu thần phụng mệnh của cha đến đây ý kiến Thu Hoa phu nhân và Huyền Châu điện hạ. Vậy sao? Thiên Nguyên Quốc là thôn tính ba nước xung quanh. Gần đây chúng điều động binh mã, hiển nhiên là muốn khởi binh đến Đại Ly ta. Bọn chúng sùng bái yêu linh, am hiểu yêu thuật. Ta thật sự lo lắng cho các tướng sĩ ở biên cảnh của nước ta. Tả tướng có quan hệ tốt với Tố Tiên Sơn, hắn sẽ có kế hay để đánh địch. Hắn hôm qua được nhân dân tấu nói là hắn đã lớn tuổi, bệnh cũ quấn thân, không thể hầu hạ quân vương được nữa. Hắn nói thế rõ ràng là muốn từ quan. Đây không giống với tướng quốc mà ta biết. Thế nên ngày mai ta tính đến phủ của hắn thăm hắn một chuyến. Đây là khúc phổ hoàn chỉnh của Đông Phong Đào Hoa của công tử Tề. Nhị ca là tốt nhất đó. Nhị ca nói cho muội biết nè, nếu muội mà không nhảy được á, nhị ca không giúp muội được đâu. Muội có biết vì cái này ta đã xin hắn bao lâu không hả? Biết rồi. Công tử Tề còn nói á, nếu muội nhảy được thì hắn sẽ dốc hết công lực cả đời vẽ một bức tranh đẹp nhất cho muội. Nhưng nếu mà không được, hắn sẽ nói với bách tính toàn thiên hạ, Đại Ly đế nữa muội không biết tự lượng sức. Cái này khó vậy. Yến Yến, lại bị huynh phát hiện rồi. Sao muội lại đến đây? Phụ hoàng ta đến nhà huynh cải trang vi hành. Huynh đi đâu vậy?
Bệ hạ đến, ta phải đi nhanh đón chứ. Huynh không được đi. Gọi là cải trang vi hành, tức là không muốn để cho ai biết hết. Cha huynh ở với cha ta, huynh ở với ta. Ta còn có chuyện muốn giao cho huynh đi làm đây. Huynh không tách ta ra được đâu. Này, đây là... Ai cũng nói huynh lễ nhạc xạ, ngự thư, số, lục nghệ đều giỏi. Thế nên ta đặc biệt mang đến kiểm tra huynh đây nè. Ca khúc này nhất định là do cao nhân chế ra. Ta chưa từng thấy âm nhạc phức tạp thế này bao giờ. Đương nhiên rồi. Muội lấy được nó ở đâu vậy? Thì ở trong cung mất. Thảo nào, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có tiên gia và trong cung mới có được thần vật này. Chỗ này ta xem không hiểu. Dùng tỳ bà thì phải làm sao mới có thể diễn tấu được ra cái đoạn này chứ? Người nghĩ ra khúc này là người thông minh hạng nhất, am hiểu ẩn chứa bên trong. Có lẽ lợi dụng xảo để đàn ra không phải là chuyện khó. Thế huynh có cách phá giải không? Đàn ngược lại là được. Sao huynh lại thông minh vậy? Chỉ đơn giản có vài câu là đã phá giải được vấn đề khó của ta rồi. Thế nhưng mà có điều ca khúc này thanh thế hạo đại là dài như sao trời, nhưng quá nặng về khí sát phạt. Người nghe và người diễn tấu đều sẽ âm thầm bi thương. Đặc biệt là nửa đoạn sau dường như tràn đầy mùi máu tanh của sinh mạng. Vậy thì không được. Dù sao thọ điện cũng là chuyện vui. Chuyện vui. Sửa là được. Đúng vậy, sao ta ngốc vậy ta? Tử thần, ta biết huynh mới là thiên hạ đệ nhất nhạc luật. Nhạc luật chỉ là thứ giải trí thôi, sao lại bàn về thứ nhất, thứ hai? Muội đang nhìn gì thế? Thế nào? Quá tuyệt. Thật sao? À đúng rồi. Cái này là bạch ngọc tốt nhất mà ta tìm được ở trong cung của phụ hoàng đó. Rồi lại mời thợ điêu tốt nhất của nước Đại Ly làm thành cây trâm này cho huynh đó. Hợp với huynh nhất đó. Để ta đeo lên cho huynh nhé. Rất đẹp. Tử thân. Phụ thân đại nhân. Vừa rồi ai đến phòng con thế? Là phim được thuyết minh bởi TV hay là công chúa điện hạ? Vậy con có biết vừa rồi ai đã âm thầm đến nhà của chúng ta không? Là hoàng đế bệ hạ và vị hoàng tử điện hạ. Con có biết sao bọn họ lại đến không? Là muốn phụ thân quay lại triều đình. Chuyện gì con cũng biết nhỉ?
Thế nên phụ thân đồng ý rồi à? Qua mấy ngày nữa sẽ là ngày thọ của hoàng hậu nương nương. Ta đang bị bệnh, không tiện đi. Con đi thay ta đi. Phụ thân quyết ý muốn từ quan à? Nhưng hoàng đế bệ hạ đã đích thân đến nhà ta, hắn đích thân đến cầu xin ta, thì ta phải đồng ý sao? Nhưng hiện nay trong triều đình không hòa hợp, lại có kẻ địch mạnh ngoài biên cương. Phụ thân thực sự quyết định muốn chí sĩ sao? Con dám giáo huấn cả ta rồi. Chẳng lẽ con muốn làm trái lời ta, hay là muốn cản trở tương lai của tả gia ta? Hà Nhi không dám, Hà Nhi không dám mà. Tốt nhất là không dám. Chuyện gì mà vui thế? Bên tả công tử có tin thuốc rồi. Đúng vậy. Nào đến đây nằm cùng ta một lát đi. A Mãn à, cô nói xem huynh ấy sẽ lấy ta chứ? Đương nhiên là có rồi. Sẽ có một ngày tả công tử cưỡi tuấn mã cao lớn, đội chiếc mũ điêu tiền đến, vừa nhìn là thấy trên chiếc kiệu hoa, đến làm phò mã gia của công chúa. Chỉ có cô biết ăn nói thôi. Công tử Tề ơi, công tử Tề, ta không chỉ có thể chứng minh ta biết nhảy múa, mà ta còn có thể chứng minh tử thần nhạc luật nhà chúng ta mạnh hơn ngươi. Vốn là gia nhân, là giả dạng thành nam tử, khó nhìn khó nhìn. Buổi hẹn ca vũ, chớ quên chớ quên. Công tử Tề, ngươi đợi đó, ta thắng chắc rồi. Tướng quốc công đóng cửa không tiếp khách đã hơn một tháng rồi. Vì xem hôm nay ngài ấy có tới không. Ta thấy là chưa chắc đâu. Hoàng thượng đã đến nhà ngài ấy rồi, muốn ngài ấy quay về triều. Nhưng lúc gặp được tướng quốc, hắn đã điên loạn rơi vào tà đạo rồi. Đến đứng còn không đứng lâu được nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Không phải có lời đồn thổi hắn báo bệnh là giả. Thực ra là biết rằng hoàng thượng bất mãn hắn thế lực lớn mạnh, vậy nên tự quan. Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Điện hạ, hôm nay hoàng hậu đại thọ, người nhất định phải trang điểm thành nữ tử xinh đẹp nhất Ly Quốc. Có đẹp không? Cái này có phải là quá đơn điệu không? Cái này rất đẹp mà. Thử xem đi, lấy cái này thử xem.
Chúng ta như vậy đi vào được không? Liệu có bị vạch trần không? Thất lễ, thất lễ. Mỹ đại nhân, Cửu đại nhân. Chúng ta giống như nước từ núi chảy xuống vậy, từ nơi cao chảy ồ ạt xuống dưới. Những lô cốt quân sự to lớn đó của Ly Quốc xem ra là không dễ bị lung lay. Bổn vương hôm nay tuyên thệ trước khi xuất chinh, quân ta nhất định sẽ đánh chiếm được Ly Đô, san bằng Ly Nam. Tiến vào Ly Đô, Thiên Nguyên tất thắng. 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 Yến hội bắt đầu. Đây là thực sự là ý yến của chúng ta sao? Chậm mà không ngắt, nhanh mà không loạn, âm không quá cao, tiết không gấp. Tuyệt vời. Xem ra cuộc cá cược của Đông Phong Đào Hoa Phúc đó của người thua chắc rồi. Cô ta đã sửa khúc nhạc của ta. Cửu đại nhân, Cửu đại nhân, bình tĩnh lại nha. Cẩn thận tôi bại lộ đấy. Cô ta đã sửa khúc nhạc của ta. Bình tĩnh nào.
Cửu đại nhân. Này, Cửu Vân à, chúng ta không ăn nữa sao? Muốn ăn huynh tử lại ăn đi. Ta thật không ngờ lòng tự tôn của cậu còn cao hơn cả ta nữa. Đừng có lôi ta ra so sánh với huynh nha. Đúng, ta và cậu khác nhau. Ta và Tân Mi là tình chàng ý thiếp, chỉ là không ngờ nhà cô ấy đã đính hôn cô ấy từ lâu rồi. Với lại á, thường ngày khi cậu khuyên ta chẳng phải đều rất bài bản sao? Tam giới khác biệt, người là người, tiên là tiên, không can thiệp lẫn nhau. Câu này có phải cậu nói không? Thế tại sao cậu lại vì một tiểu nha đầu lông vàng không hiểu chuyện mà hủy đi tu vi bản năm của mình, xuất ly tâm tịch mịch mà thanh bạch chứ? Ta chỉ cảm thấy rượu ở đây không ngon. Vậy chúng ta đến chỗ khác uống rượu. Mượn rượu giải sầu. Đi thôi. Đi. Nói đến rượu Ly Quốc chính cống á, thì chính là long nữ hương của Tây Vực. Rượu nồng, dân trà, nhấp môi cái là say luôn. Sư huynh, công tử Tề tiên sinh, đến được hiện giờ tôi vẫn còn nhỏ, cậu làm tới đây là được rồi. Cậu là thượng tiên đắc đạo, vượt ra ngoài nhân gian, không nên can thiệp chuyện phàm trần lạc vặt. Đừng dùng thủ đoạn gì nữa. Nếu như ta nhất định muốn làm thì sao? Kiếp này số mệnh của cô ấy đã được ông trời định sẵn, chỉ cần công tử Tề không nhúng tay. Tiên sinh cả nghĩ rồi, chỉ là ta thấy cô ấy quá thú vị nên chỉ muốn điểm một phen. Chuyện này ta có nghe Mi Sơn nhắc đến. Nếu tiên sinh đã nhìn thấy vận mệnh của cô ấy, vậy thì tiên sinh hãy thuận theo ý trời, đừng vô tình gây ra nghiệt duyên. Nếu còn tiếp xúc làm trái với mệnh trời, e là bản thân của tiên sinh cũng khó mà thoát được số kiếp. Đúng, vốn chỉ là thế mà lúc nãy tôi cũng nói với cậu ấy rồi, cậu ấy không nghe. Cậu xem, hôm nay lại khiến bản thân không vui rồi đúng không? Vậy thì phiền tiên sinh giao lại vật này. Từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Cửu, cáo từ. Cửu Vân, huynh nói xem, ngày sinh thần của hoàng hậu nương nương mà chỉ phát có hai cái bánh bao à? Mau ăn đi, ăn xong thì đi tuần. Lý Đô, ta đến đây. Điện hạ, người tỉnh rồi. A Mãn, kia là cái gì vậy? Sáng sớm nay đồ tỷ phát hiện cái này ở cửa, một bức tranh, còn có một tờ giấy nhỏ. Công tử Tề lại lén tới đây. Công gì cơ? Công chúa nhìn này.
Công chúa, người có nhìn thấy không? Đã thấy rồi. Đừng có hét ầm lên như vậy. A Mã, ta muốn một mình xuất cung một lần. Ta muốn đi tìm tử thần. Bức tranh này tặng cho huynh ấy. Chuyện này không được đâu. Nhớ là vào chùa thì xin cho ta một quẻ. Cha muốn xin quẻ gì? Công danh. Công danh. Quẻ cầu cho con đó. Con hiểu rồi. Nhưng mà con thấy nên cầu cho cha quẻ sức khỏe quan trọng hơn. Cha. Được. Hiếm khi con có lòng hiếu thảo như thế. Cha rất khỏe. Đi đi. Đi sớm, về sớm. Vâng. Đi đường nhớ chú ý an toàn đó. Vâng. Đi. Đóng cửa khóa chặt lại. Đóng cửa lại. Mau lên. Mau. Cửu Vân, cậu có chắc cô nương này chính là nữ tử trong tranh không? Sinh ra trong gia đình đế vương, người này đúng là có phúc mà. Không xui xẻo như nữ tử trong tranh của cậu. Sư huynh ta đã nói trắng ra rồi, cậu không quản nổi người phàm đâu. Bọn họ phải sống hay chết đều có số hết rồi. Cái này gọi là mệnh. Sau này cậu á, đừng có nghĩ đến nữ tử trong tranh nữa. Ta thấy cũng không có ý gì khác, chỉ là bức tranh bình thường thôi à. Mi Sơn, huynh còn tâm trạng lo chuyện của ta, sao không tự nhìn lại mình đi? Vết thương trên mặt huynh kìa, chắc là do bị Tình Lang Tân Mi đánh cho đúng không? Ta tiên gia không chấp người phàm. Ta hiểu quy củ mà. Phải quyết đấu công bằng. Đúng, quyết không dùng tiên pháp. Không sai. Nếu không, một vạn người phàm cũng không phải đối thủ của ta. Đâu có như cậu, còn đánh cược với người phàm, chẳng ra thể thống gì. Dù sao cũng là công tử Tề thua, chứ đâu phải Phó Cửu Vân ta thua. Được được được, cậu cứ lừa mình dối người đi. Huynh không đau chứ gì? Đau.